Nguyễn Khôi xin kính chào tất cả quý khán thính giả. Thưa quý vị, bây giờ là chương trình Địa ốc hôm nay với Kennedy Ngô. Số điện thoại của Kennedy là 408-775-6563. Chương trình nói về địa ốc, nói về nhà cửa, buôn bán. Và nếu mà quý vị cần mua nhà, quý vị gọi 408-775-6563. Quý vị cần bán nhà, cũng gọi Kennedy Ngô 408-775-6563. Quý vị muốn biết giá trị căn nhà của mình lúc này là bao nhiêu trên thị trường, 408-775-6563. Quý vị sẽ có câu trả lời rất là thực tế và rất là chính xác cho quý vị. Còn bây giờ, nếu mà quý vị muốn nghe Kennedy nói chuyện thì đây, Kennedy Ngô, chào tất cả em. Chào Nguyễn Khôi, chào thính giả của Đài Quê Hương. Khỏe không em? Rất khỏe, rất excited. Những cái căn nhà Kennedy bán trong 2 tuần trước đã finally đã đến ngày ký giấy tờ hết tất cả mọi thứ rồi, thì Friday đó là sẽ giao nhà cho cái người mua nhà. Thì cái người chủ super duper happy, tại vì lúc mà để căn nhà lên đó, thì dự đến chỉ có bán khoảng chừng 1 triệu 1 triệu mốt thôi, mà để 1 triệu 050, dự đến expect 1 triệu mốt thôi mà bán căn nhà đến 1 triệu 2. Lên thêm được 100 ngàn, được 1 triệu 250 rồi lên, you know, trên cái sự mong muốn của mình đó, đến 150 ngàn, mà trên cái listing, từ cái giá list cho đến cái giá show là 200 ngàn. And cũng một cái căn nhà, cái căn nhà đó nằm ở thành phố San Jose, và căn nhà ở San Leandro đó thì có lẽ là, you know, sang tuần thứ khoảng như thứ 3, thứ 4 là sẽ giao nhà căn nhà đó. Có phờ là xong hết rồi, làm như xong hết tất cả mọi thứ, thì cái người chủ thì very happy. Thì hai người này thì happened ở thành phố ở Sacramento, nhưng mà có nhà ở đây, so you know, cũng quen biết Kennedy một thời gian, you know, lâu rồi. Lúc trước Kennedy cũng giúp cho ảnh mua cái căn nhà, thì bây giờ sau khi mà relocate đó, thì you know, Kennedy giúp cho ảnh bán. Actually đó, một cái người này đó là Kennedy đã giúp cho làm public lại 3 căn nhà already. Một cái căn thứ nhất đó là căn duplex, để bán căn duplex đó đổi qua cái căn mà bây giờ đang bán bây giờ. Thì lúc trước anh cũng rất là happy với đi sự phục vụ của Kennedy. Rồi xong rồi lần thứ hai bán căn nhà ở Antioch, bây giờ lần thứ ba là bán căn nhà ở thành phố San Leandro. Mà cả 3 căn nhà đó của anh đó thì Kennedy đều bán cho anh ta hết. Đều bán cho anh ta. Lúc trước anh cũng cho Kennedy testimonial, thì có thể là sau khi xong rồi đó, anh có thể cho Kennedy thêm cái testimonial nữa. Thì những người khách họ làm việc với em, họ feel good, feel happy, you know, tất cả mọi việc đều suôn sẻ. Những cái vấn đề đó là em vô em giải quyết hết tất cả mọi thứ rồi. Rồi nguyên quá trình đó, mọi việc nó đều đi rất là suôn sẻ, không có vấn đề. Mà nếu mà quý vị đã có một căn nhà mà quý vị nhờ Kennedy bán, mà Kennedy làm tốt, thì chắc chắn là lần tới quý vị có dịp bán căn nhà thứ hai, quý vị cũng gọi cho Kennedy 408-775-6563. Và nếu mà quý vị có tới căn nhà thứ ba để bán, thì chắc chắn là người quý vị gọi cũng vẫn là Kennedy Ngô. Tại vì sao vậy? Thưa quý vị, đó là cách làm việc tạo sự tín nhiệm vui vẻ, và nhất là mọi chuyện hành thông dễ dàng. Thì để được cái điểm đó thì Kennedy phải làm việc rất là tận tình để phục vụ quý vị. 408-775-6563, đó là số điện thoại của Kennedy Ngô. Nếu mà quý vị mà muốn vào website thì mình có website kennedyngo.com, phải không em? Đúng rồi, mình khỏi. Và mình cũng có một cái website nữa là định giá nhà miễn phí. Thì nếu mà quý vị muốn biết giá trị căn nhà của quý vị bây giờ là bao nhiêu trên thị trường, để mình quyết định xem là mình có nên bán vào lúc này hay không, bán có được giá hay không được, thì được bao nhiêu, để mình có tính toán, thì quý vị vào website định giá nhà miễn phí, để lại một số information trên đó. Thì cái website đó nó sẽ generate, nó dựa theo những cái giá trị của những căn nhà chung quanh mới bán á, nó cho quý vị biết là khoảng bao nhiêu giá trị căn nhà của quý vị. Cái website này quý vị không phải trả bất cứ một lệ phí nào khi dùng những cái service tại đó. 408-775-6563, đó là số điện thoại quý vị cần nhớ. Trở lại với em. Thì hoặc là quý vị muốn mua nhà cũng vẫn có thể liên lạc với Kennedy, thì Kennedy cũng vẫn có thể gửi những danh sách nhà vừa mới lên thị trường qua cho quý vị, để quý vị có thể tham khảo trước, rồi xong rồi sau khi quý vị thấy những căn nhà nào quý vị thích đó, thì Kennedy có thể arrange lấy hàng để cho quý vị đến coi cái căn nhà. Tại vì most of the time quý vị nghe Kennedy nói toàn là bán nhà, nhưng mà actually Kennedy cũng vẫn giúp cho rất là nhiều người khách mua nhà. Có nhiều người vừa mua vừa bán đổi trong cùng một lúc luôn. Thì đó, những cái cách thức làm sao mà để dễ dàng cho vị có thể đổi nhà, thì Kennedy có thể tư vấn cho vị. Thì vị chỉ cần gọi cho Kennedy qua số gọi là 408-775-6563, 775-6563. Thị trường lúc này làm sao? Vẫn hot như thường, inventory rất là ít, số lượng người đi mua nhà cũng, cái demand nó cũng rất là strong. Tại vì có nhiều người họ suy nghĩ đó là, you know, cái thị trường nhà cao quá, nhưng mà quý vị thấy bây giờ đó, builder nó đâu có build nhiều đâu. Vì cái dân số thì càng ngày càng tăng, mà mình Kennedy đang ở thành phố San Jose, thì cái inventory rất là ít so với lại năm trước, đó là cái số lượng nhà bán nó giảm hơn 40 mấy% so với lại căn nhà mà năm vừa qua bán. So thị trường nhà cũng rất là hot, anh Nguyên
coi thấy bây giờ đó là thành phố San Jose đã approve cho, you know, Google sẽ build lên multi-billion-dollar operation campus already. So ở đây toàn là multi billion billion dollar operation mà nổi tiếng cả thế giới, you know, ở đây đó là những cái high tech đồ này nọ, họ, you know, build, you know, campus, họ làm rất là nhiều thứ ở đây, bởi vậy generate rất là nhiều cái công ăn việc làm. Dạ, yeah, bởi thế những người ở các nơi khác, nhất đặc biệt là những người làm ra tiền nhiều, các kỹ sư vân vân, thì họ về đây họ làm việc cho những công ty cao cấp như vậy. Và họ cần gì? Họ cần nhà ở. Cần nhà ở thì ở đây mình cứ nhiều khi mình nghĩ đó, ở đây giá nhà mắc quá, mình relocate người ta dọn ra đây thì cái nhà đây nó có thể là bị ảnh hưởng, nhưng mà thật sự những cái người dọn ra thì cũng có những cái người dọn khác vô. Mà đa số những người mà dọn vô bây giờ đó là những có tiền. Họ sẵn sàng bỏ ra một cái số tiền cao hơn bình thường để mua một căn nhà ở tại thành phố này. San Jose, cho nên đó là lý do mà giá nhà cứ tiếp tục tăng. Đúng nguyên khơi bây giờ đó, trung bình một căn nhà bán ở San Jose là khoảng 1.189.000, và họ suspect có thể là lên thêm 10%. Cái này nó bao gồm trung bình, averaging out, kiểu như nhà townhouse, cái condo. So nếu mà mình break it down, nhà single family home bây giờ với nhà median house bán bây giờ đó là 1.449.000. So với lại năm vừa qua là đã lên 18% increase. Wow, trong vòng một năm trời. Trong một năm trời. Quy đầu tư vào chỗ nào mà tiền lời một năm mà 18%? Không có, mà nhất là cái số tiền cao như thế này nó bạc triệu. 18% tức là bỏ ra 1 triệu đầu tư, một năm sau mình có 180.000. Đúng vậy Nguyên Khoi. Tiền lời. Wow. Và cái đó là single family home, tại vì có đất. Còn nếu mà townhouse condo đó thì chỉ có lên 4.6% thôi. Mà ở nhà single family home, you know, ở San Jose đó là cái nhà 1.300 square feet đó là bây giờ khoảng chừng 975.000. Là cái đó là mức trung bình. Và nếu mà cái nhà nó lên 1.600 square feet đó là có thể là 1.300. Là cái trung bình là cái nhà single family home. So bởi vậy những cái người mà bây giờ mà có nhà bây giờ đó, thời gian bây giờ hot mà mình bán nhà bây giờ đó thì cái giá mình sẽ được người ta offer rất là cao. Bởi vì really surprise, có nhiều khi mình expect khoảng chừng 1.1 mà nó bán còn cao hơn cái sự mong muốn của mình nữa. So it's all about supply and demand. Bây giờ cái số lượng nhà bán trên thị trường nó giảm bớt rất là nhiều, mà cái demand nhu cầu rất là strong, cái nhu cầu thì ai cũng phải cần có một cái chỗ để ở. Em người nào cũng mơ, you know, có một cái căn nhà. Anh nghĩ đâu, người có nhà cũng mơ thêm có nhiều căn nhà. Mà người chưa có nhà thì mong muốn có nhà đầu tiên, phải không ạ? Nhất là những người ở nơi khác về có công ăn việc làm tại đây, và những công ăn việc làm tại đây mới mở ra những cái hãng mà high tech như vậy thì họ trả lời rất là cao. Không phải là 100.000 mà 200-300.000 cũng có thể. Cho nên những người họ có cái đồng lương cao như vậy, khi họ di chuyển về đây thì họ sẵn sàng bỏ tiền ra mua nhà, và đó là lý do mà nhà tiếp tục tăng hoài, thưa quý vị. Mà không phải ở local Bay Area mình hot, mà ở vùng dân cận cũng rất là hot. Thế nó ảnh hưởng. Tại bây giờ đó builder họ đi ra dùng ngoại ô họ build rất là nhiều, mà cái demand nó cũng rất là strong. Nhiều khi một cái chỗ ngày xưa mình có là cũng nhiều builder nó vẫn còn available những cái căn nhà để mình vô mình coi. Nhiều khi mình không có cần phải trả cao. Bây giờ builder nó cũng cho người ta đấu giá để coi cái người nào mà offer cao hơn. Sau khi họ build xong hết tất cả mọi thứ, họ để cho người ta offer giống như bán giống như nhà bán đấu giá vậy là mà nói tới mua nhà thì quý vị, nếu mà quý vị muốn chọn căn nhà đúng ý của vị và quý vị cần căn nhà với cái tiền bán đó, nó vừa với túi tiền của quý vị, thì quý vị liên lạc với Kennedy không những bán nhà mà cũng giúp cho quý vị mua nhà nữa. 408-775-6563. Bây giờ mình trở lại cái chuyện bán nhà, thì bây giờ mình muốn mua nhà thì mình cần phải mượn nợ lấy loan, thì cái tiền lời lúc này như thế nào? Dạ, tiền lời của 15 năm là 1.92 và 30 năm chỉ có 2.57 thôi. Quá thấp. Là tiền lời, you know, bây giờ cũng rất là rẻ. Rất là rẻ, hình như là chưa bao giờ rẻ như bây giờ đó. Đúng Nguyên Khơi. Từ lúc anh qua Mỹ giờ mấy chục năm rồi đâu. Ngày xưa là một cái nhà mua tiền lời có thể là 6%, 6.8, 7.5. Mà cái đó là em, cái đó là lúc mà em mới đi ra làm. Còn trước đó nữa thì tiền lời có thể là 8-9%, mà bây giờ tiền lời có 30 năm chỉ có 2.57 thôi. So rất là ghê. Và 15 năm có 1.92 trên 2.92 thôi. Và APR phải. Đúng Nguyên Khơi. Nhưng mà bây giờ đó thì bây giờ người ta cho mượn nợ cái giá cũng rất là cao. Cũng rất là dễ dàng để cho mình mua, nhưng mà of course với điều kiện là mình phải có
nguồn thu nhập, mình có income, mình phải chứng nhận là mình có thể đủ khả năng mình trả lại thì nó mới ok. Nhưng mà nó cũng vẫn có những cái chương trình khác mà dành cho những cái người mà self-employed, state income, nhưng mà tiền lời thì nó cao hơn một chút. Thì Kenny cũng vẫn có thể giúp cho vị finance, có thể là nếu vị mà dự tính muốn mua nhà mà không biết là mình đủ qualify được là bao nhiêu, thì vị cũng vẫn có thể gọi cho Kennedy, thì Kennedy có thể you know, calculate dùm cho quý vị, có thể issue ra cho vị cái pre-approval letter, thì sau đó quý vị có thể đi coi nhà mình. Tại vì trước khi mình muốn đi kiếm nhà mình mua, mình phải biết được mình có thể mua được là bao nhiêu, không thì lúc đó mình có thể you know, kiếm những căn nhà trong cái hợp cái thu tiền của mình, khả năng tài chính của mình. Dạ vâng, tại vì mỗi người thì có cái điều kiện tài chính khác nhau, cho nên nếu mà quý vị muốn biết là trường hợp của quý vị thì nên mua nhà cỡ nào và mua được giá nhà cỡ nào, gọi 408-775-6563. Kennedy là người có trách nhiệm phải trả lời những thắc mắc của quý vị. Tỷ lệ rất là thấp vào lúc này thưa quý vị. 1.2 1.92 cho 15 năm fix và 2.57 cho 30 năm fix. Những cái tỷ lệ như thế này thì bây giờ mới có, chứ trước đây chúng ta không có. Và chúng ta nghe nói thấp như vậy thì đúng là ngày xưa mình nghĩ là trong mơ mà thôi. Ngày xưa mình trả 5%, 7%, 8%. Bây giờ mình muốn trả 1%, 2%, gọi Kennedy, phải không em? 408-775-6563, giao tùy theo cái trường hợp của quý vị. Rồi đó là vấn đề finance. Rồi bước qua là tuần này mình có căn nhà nào mới thì tuần này đó Kennedy sẽ có một căn nhà townhouse but condo style. Căn nhà này rộng đến 1599 square feet, là khoảng 1600 square feet, mà nó nằm ở trên con đường là 410 Brenham Lane East San Jose, California 95111. Cái căn nhà này sẽ list với cái giá là 849.999. Thì finally we can do open house now. Thì thứ bảy chủ nhật tuần này đó Kenny sẽ có open house từ 1 giờ cho đến 4 giờ. Thì vì có thể gọi cho Kenny qua số gọi 408-775-6563, 775-6563, thì Kenny có thể gửi những cái brochure, những cái flyer qua cho quý vị. Căn nhà này nó nằm trên con đường, nó cũng rất là thoáng, rất là rộng, và căn nhà này họ có cái view rất là đẹp. Và cái căn nhà này đó là nhà mái ngói, người chủ có hệ thống solar đã pay off khoảng chừng 30.000 đã pay off rồi. Và ở trong nhà đó là được upgrade hoàn toàn, cái sàn này cũng sàn gỗ, nhà cũng trần cao, bếp cũng quang nai, countertop với lại you know, upgrade những cái cabinet. Thì nhà sàn gỗ từ ở dưới lên từ first floor, second floor đã được upgrade hết tất cả mọi thứ, khi người chủ upgrade property khoảng chừng 3 năm về trước. Còn rất là mới thì quý vị, còn mới rồi, rất là đẹp, và cái chủ nhà họ giữ rất là kỹ. Và chúng ta có thể nhìn thấy những hình ảnh rất là rõ ràng như thế này. Và nếu mà quý vị muốn biết thêm tin tức về căn nhà này sẽ open house vào cuối tuần này, thì số điện thoại quý vị cần nhớ là 408-775-6563. Xin nhắc lại số điện thoại Kennedy là 408-775-6563. Nhà này 3 phòng ngủ, 2 phòng gửi tắm, 1.600 square feet. Và you know, list với cái giá chỉ có 849, có thực 850. Thực sự mà kiếm căn nhà với cái giá như thế này, và nhà mà nó tương đối nó tốt như thế này, nhà này không nghĩ là nó chừng khoảng tối đa khoảng 20 tuổi em hả? Đúng rồi, cái year bill là 1989. So, hơn 20 năm một chút xíu, nhưng mà vẫn còn cái kiểu nó rất là mới, thì trong là ngoài. Thì quý vị cần biết thêm tin tức của căn nhà, hoặc là quý vị muốn sẽ là một trong những người đầu tiên đến tham dự cái buổi open house để mình có thể có cái giá mà mình trả ngày hôm đó, thì 408-775-6563. Thì căn nhà này cũng rất là nice, xinh xắn, you know. Bây giờ nếu mà mình đi kiếm một cái căn nhà you know, sạch sẽ, đẹp đẽ và vô không cần chỉnh sửa với cái giá 850, bây giờ you know, I mean, rất là khó. Cũng rất là không phải dễ kiếm căn nhà như vậy. Cái nhà này nó nằm ở trên một cái con đường rất là thoáng, rộng, you know, với lại nhà có hệ thống solar nữa, đã mình có thể you know, mua xe điện hay là gì, hay mình you know, có thể là mùa hè mình dùng thoải mái máy lạnh, mùa đông mình có thể sưởi ấm, you know, có hệ thống solar, you know, người chủ đã pay up rồi, mà xài thoải mái, không phải lo lắng gì cả, thoải mái luôn. Thì lần nữa cái địa chỉ của căn nhà là 410 Brenham Lane East San Jose, California 95111. Thì cái này sẽ có open house thứ bảy chủ nhật này từ 1 giờ cho đến 4 giờ. Thì nếu vị nào muốn biết thêm thông tin về căn nhà này, quý vị có thể gọi cho Ken đi qua số gọi là 408 775 6563.
căn nhà tuần trước mình bán cho nhà. Dạ, thì thị trường nhà thì rất là strong, những cái căn nhà khi thì bỏ lên trên cái thị trường là đều bán hết rồi. Giống như căn nhà này đó là địa chỉ là 57 South Pike Court, San Jose 95138. Thì cái căn nhà này 4 phòng ngủ 2 phòng tắm, 1355 square feet. Thì cái căn này khi thì nói đó là để lên khoảng 1.050.000, mình bán 1.250.000, số 200.000 cao hơn là cái giá đòi hỏi. Yeah. Thì cái người chủ very happy, you know, từ lúc mà tại sao lại không happy? Super duper happy. Bán căn nhà bán nhanh chóng, bán dễ dàng, bán giá cao cả 100.000, hơn 100.000, như vậy thì ai mà happy được. Đúng rồi, thì Kenny cũng cho đội ngũ đến sửa sang hết tất cả mọi thứ, trang trí đồ, tại vì Kenny thích là mình bán một căn nhà nó phải đẹp. Nó phải đẹp. Đúng rồi, khi mà mình bỏ tâm bỏ sức vô mình làm cho nó đẹp thì người ta vô người ta thấy nhà sạch sẽ đẹp đẽ, cái người ta cũng phải expect là cái giá nó sẽ phải trả cao hơn họ mới có thể mua được. Yeah. Nhưng mà thật sự tôi cũng có nhiều cái việc mình cần phải làm để make người ta feel good, để người ta trả giá cao. Thì cái căn nhà này đó chỉ có trong vòng 5 ngày thôi đã có multiple offer và đã in the contract. No, actually không phải là in contract không. Trong ngày hôm nay đó là you know buyer seller đã ký giấy tờ rồi. Ngày mai là thứ sáu là sẽ giao nhà. Thì finally người chủ đã hoàn tất bán xong căn nhà. Thì cái người mà bán đó là người mẹ của cổ, kêu cổ gọi cho Kennedy. Cổ thấy Kennedy talk show trên đài truyền hình. Cổ cũng có you know thiện cảm, feel good. Thì kêu người con gái you know gọi cho Kennedy và turn out bán rất là suôn sẻ. Mình cho đội ngũ vô Corny hết tất cả mọi thứ, làm rất rẻ, trong vòng 2 tuần đã là complete hết tất cả remodeling. Mấy cái tiền đó có trả khách hàng không? Thì cái người chủ trả cái tiền đó, còn những cái phần mà giống như là clean up, trang trí, landscape đồ này nọ thì cái những cái phần đó Kennedy cover. Và cái căn nhà you know thứ hai thì Kennedy cũng in contract couple of weeks ago, thì trong khoảng chừng thứ hai thứ ba này đó là sẽ giao nhà luôn. Thì cái căn nhà này địa chỉ là 2012 Horizon Court in thành phố San Leandro 94579. Căn nhà đến 5 phòng ngủ 4 phòng tắm, 2.800 square feet mà đất là 4.700. Và you know list với cái giá 1.149 mà bán từ 100.000 cao hơn cái đó. Thì cái người này đó là cái người khách mà Kennedy đã giúp cho ảnh you know làm những chừng là giờ nó 4 cái transaction already. Cái nhà cái anh mà em nói đầu tiên đó phải không? Em mới coi, tại vì nhiều khi em suy nghĩ coi you know mình phải có người repeat customer mà trở đến lại cái này có rất là nhiều người khách hàng. Khi mà nhận của một khách hàng cái deal để bán căn nhà cho người ta, việc đầu tiên sẽ làm là gì? Thì em sẽ vô em cứ coi tổng quát hết tất cả căn nhà nó cần phải làm những gì. Thì những cái basic mà Kennedy làm cho khách hàng á, là đại khái là mình sẽ cho người đến clean up sạch sẽ hết tất cả mọi thứ. Nhiều khi một cái căn nhà tại vì người ta ở thì người ta có thể có nhiều đồ, nhưng mà mình bán mình càng có ít đồ đó thì dễ bán mình nhiều, dễ dàng hơn người ta vô người ta sẽ feel good hơn. Thì cái này sẽ cho đội ngũ đến you know bỏ hết những cái đồ cần thiết, clean up, trang trí, rồi xong rồi cho thợ chụp hình đồ này nọ. Mà nếu mà căn nhà đó cần sửa sang hay là gì đó thì mình sẽ có một đội ngũ làm contractor hoặc là handyman sẽ vô sẽ tu sửa lại hết tất cả mọi thứ. Tại vì mình phải biết cái vấn đề nó nằm ở đâu thì giải quyết vấn đề trước. Tại vì mình trước khi mình bán căn nhà đó mình phải order cái home inspection thermite. Thì mình muốn khi mà cái report nó ra đó thì nó sẽ không có cái vấn đề gì. Tại mình không muốn mà khi mình bán nhà mà có người vô mua rồi thì down the line mà mình không có kinh nghiệm, mình không biết thì có thể gặp trục trặc cái này trục trặc cái kia. Nhưng mà mình you know những cái người khách mà họ làm với em á là seem like tất cả mọi thứ đều go suôn sẻ, tại những vấn đề đó là Kennedy đã giải quyết cho họ trước rồi. Tất cả mọi chuyện đều đi suôn sẻ cả, thưa quý vị, đó là nhờ cái sự trước hết là mình tận tâm, thứ hai là kinh nghiệm, và thứ ba nữa là cái tình cảm của mình với khách hàng của mình, có yêu mến người ta, mình có cảm tình người ta thì mình làm sẽ tự nhiên là mình làm hết sức mình, phải không ạ? Còn nếu mà mình không thích người đó lắm, mình hay là cái tính mình hơi khó khăn, gặp ai mình cũng nhanh nhó nhó thì thưa quý vị, chắc cũng khó mà có thể cười được mỗi ngày, và cực khó mà có thể cười với mọi người. Một lần nữa số điện thoại Kennedy là 408-775-6563, 408-775-6563. Chúng ta còn coi bây giờ 18 phút 24 giây, tức là mình còn 1 phút rưỡi nè. Dạ, thì bây giờ giống như Kennedy nói đó là bây giờ là thời điểm của người bán nhà. Thì nếu mà mình thinking up, mình bây giờ mình muốn đổi nhà, đổi địa điểm, hay là mình lúc trước nhà ở bự, bây giờ mình muốn bán nó đi để mình you know, kiếm căn nhà nhỏ hơn, hoặc là mình có job, mình offer, mình relocate, hay là lúc trước hai người yêu nhau, bây giờ không còn yêu nhau nữa, không còn đồng cháy, không có đồng sai đi nữa, thì mỗi người muốn move on, you know, thì mà cần bán nhà, thì vì có thể gọi cho Kennedy đến, thì Kennedy có thể tư vấn cho vị những cách thức nào để làm một cách tốt đẹp nhất mà bán được nhà giá cao mà suôn sẻ cho mọi người. Thì Kennedy cũng vẫn có thể đến you know, tư vấn cho vị, vì chỉ cần gọi cho Kennedy qua số hội 408-775-6563 775-6563 thì
you know, hoặc là việc dẫn có thể vào cái trang mạng của Kennedy là định giá nhà miễn phí.com thì vị có thể bỏ thông tin về cái căn nhà của quý vị bao nhiêu square feet rồi này nọ, thì quý vị có thể click thì hệ thống của Kennedy sẽ generate hết tất cả những cái comparable, những cái căn mà nó đã bán trong khu vực đó hay là những căn đang bán ở trên đó, thì mình có thể có một cái khái niệm được là nhà mình có thể bán được với cái giá là bao nhiêu. Nhưng mà cái đó là khái niệm thôi. Dường như bây giờ vô cái thị trường nhà bây giờ là hot thì mình có thể mình bán còn cao hơn là bán online tại vì những cái người bán với mức trung bình thôi. Mà mình nếu mình tút up, mình sửa sang, mình làm cho cái nhà sạch sẽ đẹp đẽ hơn thì mình có thể có giá trị hơn, nhà có giá trị bán giá cao hơn. Anh muốn chuyển đổi mà làm như thế nào thưa quý vị, Kennedy có thể giúp cho quý vị. Tại vì mình thôi xong cũng có những người đó họ vô họ có sao họ là vậy, nhưng mà thật sự mình để mà sửa sang mà tút up mà để làm đẹp căn nhà nó sẽ a lot of work involved vô, nhưng mà Kennedy win mai Kennedy có hết tất cả những đội ngũ rồi này nọ có thể vô làm. Tại vì you know cái mục đích chính là làm sao quý vị bán nhà nhanh chóng và bán được giá cao. Thì khi quý vị bán được giá cao, quý vị feel good, you know, thì quý vị có thể cho cái testimonial. Những người khách em biết tại sao mà họ happy để giết cho em testimonial, tại họ feel good, tại vì em vô em hết lòng giúp cho họ làm tốt cái công việc mà kết quả tốt đẹp phải không? Kết quả tốt đẹp bán, that's why họ willing để cho cái này thì những cái lời khen. Rất là tốt thưa quý vị, nếu quý vị có dịp nghe. Thì để chấm dứt chương trình hôm nay, có lẽ là chúng ta sẽ chọn một cái clip ngắn với những chia sẻ của một khách hàng Kennedy để quý vị cảm thấy an tâm hơn khi mà quý vị cần mua nhà, khi mà quý vị cần bán nhà, và quý vị gọi số 408-775-6563. Cảm ơn em. Thank you, Minh Khôi, và cảm ơn đã lắng nghe Đề Ốc ngày hôm nay, và hy vọng sẽ gặp quý vị trong cái ngày Open House thứ 7 dịch tuần này. Hello, tên tôi là Steven. Cũng may mắn là gặp được Kennedy trong một sự rất là tình cờ, là khi bà xã thấy Kennedy là giới thiệu ở trên cái đài quê hương. Thì nhìn sâu qua thì thích Kennedy, là trong thời gian đó là tụi này cũng tìm, cũng work chứ cũng nhiều ý trình rồi. Nhưng mà những ý trình khác có một cái khía cạnh khác nên khó làm việc được. Đối với Kennedy thì mình đối với Kennedy thì có ba cái yếu tố quan trọng. Cái quan trọng thứ nhất là cái lương tâm, thứ hai là cái kinh nghiệm, thứ ba là cái sự hợp tác. Hợp tác mình muốn nói là rất kiên nhẫn, rất nhẫn nại tại tìm một căn nhà mà mình thích. Không có phải một số một chiều hoặc là một hai căn, cứ nhiều khi cả chục căn. Tại là vợ thích cái này, chồng thích cái khác. Nhưng mà anh em hợp với nhau, rồi bàn luận với nhau, tìm cái địa thế với nhau, nhà đẹp mà khu vực phải tốt. Mà nếu nhà mà đẹp mà khu vực không tốt thì cũng không ổn. Thì xin bà con với anh chị em cho cơ hội cho Kennedy. Work with Kennedy rất vui vẻ, nhẹ nhàng, và cái sự giúp đỡ dời mọi mặt, dời vấn đề tìm finance hoặc là thợ buôn bán nhà cửa, mượn loan, tất cả đủ thứ hết. Nên bà con sẽ có một cái sự vui vẻ rồi vui vẻ giữa hai bên. Nên thì anh chị em cứ welcome anytime Kennedy ready to help. Đi là thật tình, nhã nhặn, như có nhiều kinh nghiệm, rất kiên nhẫn, là đi tìm nhà này hết nhà kia nhưng mà không có một cái sự là khó chịu gì hết. Đó là một cái sự rất là không có thúc giục. Khi mà mình khi thúc giục thì mình sẽ quyết định một cách sai lầm, rồi sau này mình cảm thấy như là mình mua cái nhà đó không có hợp lý lắm. Thì một cái sự đó là Kennedy cũng không có vui lắm. Tại vừa mình vui mà Kennedy cũng vui nữa. Rồi cái người mua nhà, bán nhà cũng vui nữa. Là vui cả là. Quý vị có nhu cầu mua nhà, bán nhà, làm loan hoặc refinance giảm tiền lời, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Thị trường nhà đất hiện nay ở vùng Bay Area vẫn là nóng nhất trên nước Mỹ. Nhu cầu người mua nhà càng ngày càng cao, tiền lời mua nhà đang ở mức thấp nhất 1.9 APR fix. Quý vị muốn mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563. Kennedy sẽ gửi danh sách nhà bán nóng nhất vừa lên thị trường mỗi ngày. Mua nhà với Kennedy, quý vị sẽ được tiền lời thấp. Kennedy sẽ trả closing cost cho quý vị. Quý vị sẽ dễ dàng mua được căn nhà cho mình và gia đình. Mua nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy
ID Ngô 408-775-6563. Nếu quý vị cần bán nhà đổi nhà với kinh nghiệm bán trên hàng trăm căn nhà, Kennedy sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 7 ngày và bán nhà được giá cao. Để biết thêm thông tin về giá trị căn nhà của quý vị online, xin vào định giá nhà miễn phí.com hoặc gọi ngay cho Kennedy 408-775-6563. Bán nhà với Kennedy Ngô, quý vị sẽ được free trang trí nội thất đẹp cho người mua, free chụp ảnh video, thiết kế hình ảnh và flyers print, free tẩy rửa, làm sạch sẽ căn nhà trước khi bán. Nhà của quý vị sẽ được quảng cáo mạnh mẽ nhất trên toàn trang mạng online, TV, radio và talk show. Nhà của quý vị sẽ được bán nhanh chóng hơn và bán được nhiều tiền hơn với Kennedy Ngô. Để được tư vấn miễn phí trước khi bán nhà, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Nếu quý vị cần làm refinance tái tài trợ, hạ tiền lời và tiền nhà hàng tháng, refinance 15 năm fix 2.APR, 30 năm fix 2.5APR, hãy gọi ngay cho Kennedy Ngô 408-775-6563, 408-775-6563. Cần mua nhà, bán nhà, làm loan, refinance, Kennedy Ngô 408-775-6563.